Cái thời mà ai ai đến chủ nhật là cứ phải ngóng đợi văn nghệ chủ nhật để theo dõi. Đến mức độ mà sau này cái thời gian cũng rất gần đây thôi. Trên cái page VTV Giải trí mà có chia sẻ lại những cái trích đoạn của bộ phim Phía trước là bầu trời cũng đều nhận được tương tác rất là hot. Thì về thấy được là những cái bộ phim mà gọi là phim quốc dân rồi thì mãi mãi nghĩ là thế hệ nào, cho dù ngày xưa hay bây giờ các bạn Gen Z sẽ đều yêu thích. Và thời điểm ngày xưa ấy, thật sự là anh rất thích xem phim truyền hình. Cứ đến cuối tuần là sẽ xem phim Mê truyền hình. đơn giản là với vai Rất trò của mê. một khán giả theo Đúng rồi. dõi thôi. Và anh nhớ thời gian đấy nhá, phim truyền hình còn làm mang tính thời sự. Ví dụ như là mùa World Cup sẽ có ngay một bộ phim về bóng đá, xem cực kỳ thích, xem nó rất là gần gũi. Hay là phim Tết anh cũng cực kỳ thích xem. Thật sự là không ngờ đến một ngày mình lại được là diễn viên. Bộ phim Phía trước là bầu trời của đạo diễn Đỗ Thanh Hải. Thì đấy mình xem mình cũng rất là thích. Không ngờ rằng đến sau này khi anh theo đuổi nghiệp diễn viên, phim đầu tiên anh làm phim Những cánh hoa bay. Thời điểm đấy là anh đang học năm thứ hai, diễn ngô nghê và xem lại bây giờ rất là buồn cười. Có thể nói đạo diễn Đỗ Thanh Hải là cái người mà có sức ảnh hưởng rất là lớn đối với trường. Luôn luôn chỉ bảo cho mình rất là nhiều thứ về nghề nghiệp và kể cả trong cuộc sống cũng vậy. Cái thời gian đấy rất là nhiều những bộ phim mà đó gần như nó in hẳn trong tâm trí của mình. Cảnh sát hình sự này, Phía trước là bầu trời, Xin hãy tin em, rồi sau này một chút thì có Đất và người, rất là nhiều. Và có rất là nhiều những cái fanpage họ cắt lại những cái phim của cái thời điểm Của ngày đấy, xưa đấy. xem rất là thích. Anh cũng không hiểu hay là do bởi vì là cái quãng thời gian đấy nó gắn liền với mình, nó gắn liền với tuổi thơ của mình, thành ra là xem rất thích. Không, nhưng mà khi anh nhắc lại những bộ phim đấy, em nghĩ là nó cũng là một cái thú vị cho các bạn trẻ bây giờ ấy. Ví dụ như các bạn khán giả đang ngồi đây, những cái tên phim mà anh Mạnh Trường vừa chia sẻ thì với các bạn hơi lạ đúng không? Bây giờ nghe anh Trường nói, các bạn ấy có thể search Google để xem lại những cái bộ phim đấy. Các bạn sẽ thấy là ngày xưa các anh chị rồi bố mẹ mình xem những bộ phim như thế nào, cũng cực kỳ thú vị anh nhỉ. Ngày xưa làm phim vất vả lắm, chứ không không sướng như bọn anh bây giờ. Các thế hệ cô chú đi trước chia sẻ là một cái bộ phim ví dụ như là 10 tập thôi, làm có khi cả năm. Có nghĩa là cái thời ngày xưa rất vất vả, rất khổ. Vậy mà ekip luôn luôn ra những cái sản phẩm tuyệt vời như thế. Người ta vẫn nói rằng làm nghệ thuật là không chỉ yêu đâu mà còn phải đam mê và hy sinh vì nó. Cho dù anh là một khán giả truyền hình rất yêu phim truyền hình đi chăng nữa, nhưng mà giống như anh nói, anh đến với nghề nghiệp diễn chỉ là cái duyên thôi. Mà hồi đầu mình chưa có mong ước, chưa có gọi là định hướng là sau này mình sẽ gắn bó ra sao. Vậy thì bắt đầu từ khi nào anh mới thấy rằng nghiệp diễn sẽ là cái nghề gắn bó với cuộc đời của mình? Khi mà anh bắt đầu được khán giả dành cho rất là nhiều tình cảm thì lúc đấy mình cảm thấy là cái nghề này mình rất gắn bó và rất yêu nó. Vài năm trở lại đây, phim truyền hình được mọi người yêu thích rất là nhiều. Mình được gần gũi với khán giả hơn và ngược lại khán giả họ cũng được gần mình hơn, thì cùng tương tác qua lại với nhau và mình thấy được là khán giả dành tình cảm cho mình rất nhiều. Chẳng hạn như là đi ra ngoài, đi ăn uống hay là đi chợ chẳng hạn, mọi người nhận ra mình thì cái đấy là những cái tình cảm đấy, nó tuy nó rất là nhỏ nhưng nó lại có một cái sức hấp dẫn rất là lớn. Nó khiến cho mình cảm thấy là mình yêu và mình trân trọng nghề hơn rất là nhiều. Và như bọn anh em trong nghề hay thường nói với nhau ấy, có lẽ đấy chính là cái ma lực. Thậm chí có những người mà không chỉ như thế hệ của anh đâu, mà có những anh chị lớn tuổi hơn rồi, thậm chí với những cái tuổi đấy là họ có thể là họ diễn ít đi và họ dành thời gian cho gia đình nhiều hơn, nhưng họ cứ ở nhà một thời gian là họ sẽ không chịu được và họ lại muốn phải đi làm. Cho dù là làm vai ngắn hay vai dài, miễn là được hóa thân vào và được gần gũi với khán giả. Đối với anh thì tất cả những cái điểm đấy nó là cái khiến cho anh yêu cái nghề này. Ngay từ những vai diễn đầu tiên, giống như anh nói, Những cánh hoa bay đúng không? Đúng. Rồi sau này là rất nhiều các bộ phim. Hình như là con đường đi trên nghiệp diễn của anh Mạnh Trường may mắn hơn rất nhiều người. Vì hình như là anh đã được giao vai chính từ những cái bộ phim đầu tiên. Sau này cũng luôn luôn hóa thân thành những vai đầy hấp dẫn với khán giả. Ví dụ như là cái chữ Nam Thần ấy không phải ngẫu nhiên mà có. Anh có thấy đấy là một điều may mắn của mình không? Hay thực ra đó phải là một sự nỗ lực không ngừng của một người diễn viên? Chắc chắn là bên cạnh cái may mắn đấy là cả một sự nỗ lực. Phim đầu tiên mình được nhận đã là vai chính rồi, nhưng tiếp theo sau đấy sẽ có những bộ phim mình chỉ được là vai thứ thôi. Nhưng rõ ràng một diễn viên mới thì không thể nào từ chối những cái vai diễn như vậy được, bởi vì nó là cái cơ hội cho mình cọ sát. Thậm chí vai diễn đấy nó không ưng ý theo ý mình, nhưng mình vẫn muốn đi làm để học hỏi những anh chị, những cô chú đi trước và học cách làm phim như thế nào. Có những quãng thời gian, có những bộ phim anh làm rất vất vả, thật sự rất vất vả, mà cái sự tiếp cận với khán giả lại không nhiều. Ví dụ như là phim Đường lên Điện Biên,
Bộ phim đấy có thể nói là một bộ phim cực kỳ vất vả. Bọn anh quay mà có những thời gian có những diễn viên còn ngất tại hiện trường bởi vì thời tiết quá lạnh. Quay ở trên vùng núi rồi ăn uống kham khổ, chỗ ở cũng khổ. Xong rồi đến khi mà sang đến mùa hè thì lại quay cũng rất là nắng nóng rồi quay với mìn, quay với quả nổ rất là vất vả. Thì những bộ phim đấy lại không gần gũi được khán giả. Anh có thấy tiếc không? Khi có những bộ phim mà mình hy sinh rất nhiều, vất vả rất nhiều, gian nan rất nhiều như thế nhưng mà lại không đến được với rộng rãi khán giả như là mình mong muốn. Chắc chắn là không bao giờ anh tiếc. Bởi vì là anh nghĩ là không chỉ riêng anh mà với bất kỳ diễn viên nào cũng vậy. Khi đã được làm nghề, được hóa thân vào những vai diễn, đấy đã là những cái được đầu tiên của mình rồi. Mình được sống những cái cuộc đời khác, mình được sống trong nghệ thuật và mình đặc biệt là mình được đi làm cái công việc mình yêu thích. Đối với anh những cái quãng thời gian đấy là những cái trải nghiệm vô giá. Cứ mỗi lần khi nghĩ lại cho dù nó cực kỳ vất vả, anh nhớ cái thời gian quay cái phim Đường lên Điện Biên ấy. Bọn anh ở trên cái bản là mất 1 tháng. Đến khi mức độ mà cái xe khách đi về đến Mỹ Đình mà anh nhìn thấy tòa nhà cao, mình còn cảm giác như mình đang ở vùng đất nào mới, có nghĩa là nó vất vả đến mức độ như thế. Thì tất cả những cái trải nghiệm đấy nó là cái vốn sống cho mình và nó mang lại cho mình rất nhiều thứ, nó cũng khiến cho mình yêu nghề hơn, thì không bao giờ anh tiếc cả. Ngược lại có những phim sau này khi mình làm thậm chí rất là nhàn thì lại gần gũi với khán giả và được khán giả đón nhận rất là lớn. Thì đối với anh nghĩ là nghệ thuật là vậy và cuộc đời là như vậy. Khi mình cứ làm hết sức mình đi, mình cứ cho đi thì chắc chắn đến lúc mình sẽ nhận lại được trái ngọt. Quả thật là những chia sẻ rất là chân thành để khán giả có thể hiểu thấu được một người diễn viên mình yêu mến như thế nào, với những vai diễn của họ ra sao, với những sự hóa thân và cống hiến với nghề. Và bây giờ, sau khi đã nhận rất nhiều những tình cảm của khán giả, thì mình lại tặng khán giả thêm một bài hát anh nhỉ? Lại một bài hát cũng rất nhiều kỷ niệm với anh. Dạ. Và anh nghĩ bài hát này thì chắc chắn sẽ rất nhiều người sẽ thích và đặc biệt là các bạn trẻ. Trẻ cũng được mà lớn tuổi cũng được khi bắt đầu về chung một nhà với nhau. Bài hát Một Nhà chắc chắn sẽ khiến cho mọi người cảm thấy gần nhau hơn và yêu gia đình, yêu tổ ấm bé nhỏ của mình nhiều hơn. Xin mời. Một nhà khép đôi mi chung một giường, đôi khi mơ cùng một giấc, thức giấc chung một giờ. Khi hai ta chung một đường, ta vui chung một nỗi vui, nước mắt rơi một dòng, sống chung nhau một đời. Và ánh mắt ánh sáng long lanh, nhìn trời cao mây trắng trong lành. Đến hôm nay anh vẫn chưa thể tin em đã về đây với anh. Lúc đang rơi mai chiều xưa, cùng dừng xe giữa gốc cây trú mưa. Đến hôm nay ta đã chung một lối, anh không còn phải đi xa đón đường. Đã giờ đây trong trời mai ta cùng đón tương lai, tay cầm tay ta cùng đi dưới trên bước đường dài. Như lời hứa anh đã nói ngay từ phút giây đầu là chúng ta sẽ về chung một nhà. Dẫu gian khó, dẫu mưa gió ta cũng đón ngày mai. Ta từng nghe sau cơn mưa là trời sẽ nắng lại. Như lời hứa anh đã nói ngay từ phút giây đầu là chúng ta sẽ về chung một nhà. Khi hai ta về một nhà, khép đôi mi chung một giường, đôi khi mơ cùng một giấc, thức giấc chung một giờ. Khi hai ta chung một đường, ta vui chung một nỗi vui, nước mắt rơi một dòng, sống chung nhau một đời. Alo em ơi, đang lấy xe chuẩn bị ra về, 10 tiếng bên ngoài sau lưng muốn kể với em ngày dài ghê. Câu chuyện đang gió buồn bạn làm anh mỏi như cả đôi vai, những chuyện nhỏ to công việc vẫn còn văng vẳng bên tai. Ngày hôm nay anh có thể về về nhà sớm hơn, buổi tối hôm nay có món anh thích cả nhà chờ cơm. Em ơi hôm nay anh về muộn, đang vội đến phòng thu bản thư từ sự và mixtape vẫn còn đang ấp ủ. Anh biết từ khi lấy em anh chẳng mấy khi phụ em được việc nhà, cuối tuần bận điệu hát hò chẳng cùng em chụp chuyện gần xa. Đêm ngày lo viết câu hát về người ta thường hơi bao đầu, đi diện chỗ này chỗ kia tối về với em cũng chỉ còn tay không. Cảm ơn em vì những tháng ngày qua em đã đến bên anh, cảm ơn em đã là hậu phương cho ước mơ trong anh. Xin lỗi em vì những tối em thức muộn nhìn đó chờ cơm. Anh rất yêu em và qua bài này anh xin viết tặng hai mẹ con. Yo. Khi hai ta về một nhà, khép đôi mi chung một giường, đôi khi mơ cùng một giấc, thức giấc chung một giờ. Khi hai ta chung một đường, ta vui chung một nỗi vui, nước
rơi một dòng, sống chung nhau một đời. Khi hai ta chung một nhà, hẹn đôi mi chung một giường, đôi khi mơ cùng một giấc, thức giấc chung một giấc.